Timo Carry bây giờ ai chơi ấy. Ma nó mới chơi Timo Carry. Bỏ đi mà làm người bạn ạ. Con Timo ấy nó không xứng đáng ở trong cái meta này đâu. Đừng có gượng ép bản thân làm cái gì cả. Bao nhiêu con hai tiền hay thì không chơi. Tự dưng đâm vào con Timo làm cái quái gì. Cực kỳ thuyết phục. Kalista cặp đôi. Ui. Dạo gần đây tôi đánh bài đấy hơi bị nhiều. Line up của Kalista cặp đôi thì như thế nào? Hai con Gwen, hai con Kalista, nó là fix cứng rồi. Còn các bạn đánh thì các bạn phải cố gắng đẩy lên được 4 quần đảo bóng đêm. 4 quần đảo bóng đêm thì ở level 8 thì các bạn tính xem là các bạn có thêm 4 slot nữa đúng không? Đấy. Vừa nói xong. Đây, để tôi làm mẫu luôn cho các bạn xem này. Level 8 là các bạn có 8 slot cờ thì các bạn đã mất 4 slot cho hai con Kalista và hai con Gwen rồi. 4 slot còn lại các bạn tự phân phối để đưa vào cho nó hợp với bộ cờ 4 quần đảo bóng đêm của mình. Các bạn sử dụng thêm hai con Maokai, một con Yasuo và một con Viego nữa. Đấy. Theo quan điểm của tôi nhá, hai món đồ gần như là bắt buộc đối với một con Kalista là cuồng đao cùng với cả áo choàng thủy ngân. Cuồng đao và áo choàng thủy ngân. Còn cái đồ cuối cùng còn lại tùy các bạn thích lắp cái quần què thì cũng được. Lobby có mấy thằng eco trắng hay là bởi vì có một thằng đánh Piltover nên là các bố trẻ đang ít nhất phải có tầm 2-3 thằng. Hai thằng eco trắng cộng một thằng Piltover là 3 thằng là muốn đánh chuỗi thua. Tôi chưa đi check bài đâu nhưng mà tôi từ nãy giờ tôi gặp và tôi thấy là như vậy. Tốt thôi, tôi khuyến khích các bạn là các bạn cứ chuỗi thua các bạn phải thật căng tay lên cho tôi. Đó, kiểu nó như thế này này. Đấy, nó như thế này này. Hiểu không? Có hiểu không? Ngày bung nhật gì đi. Ôi, không kịp rồi. Đấy, khảm bảo thạch như thế này. Ngày xưa thôi. Cái hồi mà mình còn trẻ trẻ, mình chưa có nhiều trải nghiệm ấy, mình thiếu sự tự tin ấy. Thì nhát gái thì ông nào đi tán gái lần đầu chả nhát gái. 100 người thì có khoảng tầm 90 người là nhát gái mẹ rồi. Thì tôi chẳng lấy làm muộn phiền vì cái điều đấy. Ai mà chả có những cái lúc mà kiểu ngớ ngẩn, ngốc xít. Bình thường thôi, có gì đâu mà phải căng. Lại ăn nói hàm hồ rồi. Lại ăn nói hàm hồ rồi. Thế hả? Khó lên lắm à? Khó lên quá. Khó thế này thì lại phải lên rồi. Bài khó đánh quá. Chả lên được Kalista 3 này. Đánh kiểu gì đây? Hey. Nãy có mà nhờ nhé. Lúc nãy với bây giờ thì nó phải khác nhau chứ nhờ. Nhưng mà bài này Kalista 3 vẫn chưa ăn thua này. Cảm giác Kalista 3 vẫn chưa ăn thua. À, lúc nãy mày thắng tao đúng không? Lúc nãy là mày thắng tao đúng không? Thắng hộ. Bây giờ thì thắng hộ cái. Thắng hộ cái. Đằng nào tôi cũng vào top 4 rồi. Cứ túc tắc thế thôi. Up level 9, thêm con Senna, 6 quần đảo bóng đêm, bỏ bớt đi một con gì đó. Chắc là bỏ con Aatrox đi. Bởi vì Gwen của mình không có đồ nên mình không cần kích đồ tể cho Gwen làm gì cả. Mà đấy nhá, đấy mới chỉ là 4 quần đảo bóng đêm và Kalista 3 thôi đấy. Mà đã khỏe như thế này rồi. Này, Senna này, nó ngay trước mặt đây này. Hay là tôi không lấy nữa nhá, không lấy con Senna này nữa được không ạ? Chưa gì đã bảo ngày mai với ngày kia bắt được Senna. Rồi, sao anh spam bài này hoài, thấy chưa? Thấy không? Đấy, người thì yêu cầu đánh. Người thì mình đánh rồi thì người ta bảo mình spam. Đó. Bây giờ mà tôi nói các bạn hãm lìn thì lại bảo là nói thật quá. Ê mày khổ. Có bất kỳ một thằng sát thủ nào hay là một thằng tra tấn nào, một thằng đồ tể nào mà có kề dao vào cổ tôi nhất quyết không bao giờ tôi bảo là các bạn hãm lìn. Mặc dù là người xem của tôi đôi khi cũng hơi hãm thật. Nhưng không, trong tôi các bạn không hãm lìn. Nhá, tinh thần là như vậy đi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Không, mạnh không tệ như vậy, mình cứ nói như vậy cho bạn mình vui thôi. Tôi đang đồng cảm với Setlin thôi, chứ thằng mạnh làm sao nó dám làm như vậy với tôi. Chẳng qua là bạn mình đang cần một ai đó đồng cảm, và đấy là nghệ thuật giao tiếp nha các bạn nhá. Nó giống như việc là các bạn ở trên kênh tôi ấy, các bạn cứ bảo con này con kia khỏe, tại sao không đánh Garen trong chóng được?
con đấy vẫn đánh được mà. Ừ thì vẫn đánh được, nó giống như việc các bạn nói cái gì tôi cũng đồng ý với các bạn ấy đấy, kiểu kiểu vậy. Nope. Thế này, bây giờ tân trợ, mày đưa đây một con cai ra, đưa đây một con cai ra thôi. Ôi các bạn ơi, trợ chiếc thế này thì hỏng hết rồi. Tôi đã làm gì đâu, tôi mới chỉ nói vài câu đắc nhân tâm thôi mà bạn mình đã quýt con mẹ rồi, tôi đã làm cái éo gì đâu. Come on bro. Một cái form bài yếu như vậy mà bạn mình cũng quýt, đéo hiểu là tại sao bạn mình lại quýt được ạ. À?